quân Ukraine tháo chạy khỏi cứ điểm tại Bakhmut do bị lính xù Nga đổ bộ. Tình báo Anh nhận định cuộc chiến tại Ukraine đang bước vào giai đoạn đóng băng. Xung đột Nga-Ukraine đến giai đoạn bước ngoặt, Nga tự tin hơn bao giờ hết. Giới chuyên gia, giá dầu tăng sẽ phụ thuộc vào ý chí của Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công vào một cứ điểm quân sự của Ukraine tại Bakhmut, khu vực phía Tây Bắc thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Hãng thông tấn TASS trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nêu rõ, theo hướng Donetsk, các đơn vị tấn công của nhóm tác chiến phía Nam thuộc lực lượng lính dù Ivanovo đã tiếp tục cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và với sự hỗ trợ của hỏa lực pháo binh đã đột kích vào một cứ điểm khác ở phía Tây Bắc Bakhmut. Trong quá trình do thám các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine từ không trung, đội lính dù đã phát hiện các cơ sở kiểm soát vũ khí và hỏa lực chính của đối phương. Sau đó, pháo binh của họ đã đánh chặn hỏa lực chính của lực lượng Ukraine, gây gián đoạn trong hệ thống điều khiển của đối phương. Các mục tiêu mới được xác định đã bị hạ gục bằng phi đội máy bay không người lái FPV. Ngay sau đó, lực lượng lính dù đã từ nhiều phương hướng tiến công và kiểm soát các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, thực hiện hoạt động dọn dẹp hoàn toàn các thành trì. Đối thủ đã phải rút lui, quân gây ra thiệt hại và khiến đối thủ phải rút lui. Trong phân tích mới nhất về tình hình xung đột, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang chuyển về thế phòng thủ nhiều hơn sau khi chiến dịch phản công mùa hè của họ không đạt được bước tiến lớn trước quân đội Nga và việc mùa đông giá rét kéo đến sau hơn 22 tháng xung đột. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, trong những tuần gần đây, Ukraine đã huy động nỗ lực phối hợp để cải thiện công sự trên chiến trường khi lực lượng của nước này chuyển sang thế phòng thủ dọc phần lớn tiền tuyến. Trong khi đó, trong một bài đăng trên Telegram hôm 20 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Oleksandr Kamysin cho biết Kiev đang lên kế hoạch sản xuất 1 triệu máy bay không người lái FPV nhằm phục vụ nhu cầu rộng rãi trên tiền tuyến và trên 11.000 máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa vào năm tới. Ông Oleksandr Kamysin cho biết các cơ sở sản xuất đã sẵn sàng và các hợp đồng cho năm 2024 đã bắt đầu có hiệu lực. Ông cũng nhấn mạnh rằng con số này bao gồm ít nhất 1.000 máy bay không người lái có tầm hoạt động lớn hơn 1.000 km. Cũng trong ngày 20 tháng 12, trong thông báo mới nhất từ Điện Kremlin, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết rằng hiện tại không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Peskov cũng bác bỏ kế hoạch hòa bình mà Kiev đề xuất, cho rằng nó không phù hợp trong thời điểm hiện tại. Tình hình quân sự tại Ukraine đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, đặc biệt là vấn đề thiếu hụt nhân lực của quân đội. Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đang phải liên tục điều động quân dự bị để ngăn chặn tiến công của quân đội Nga tại nhiều khu vực trên chiến trường. Nhà báo và chuyên gia quân sự người Nga Yuri Podolyaka nhận định việc tập trung lực lượng dự bị ở Avdiivka là một chiến lược của Ukraine để bảo vệ khu vực quan trọng này. Tuy nhiên, quân đội Nga cũng tập trung nhiều đơn vị tác chiến ở đây. Việc này đã tạo áp lực lớn, dẫn đến việc quân đội Nga kiểm soát được một số thành trì của Ukraine ở khu vực Nevenskoye, phía tây nam Avdiivka. Tình trạng thiếu hụt nguồn dự trữ của lực lượng Ukraine càng trở nên rõ rệt hơn tại khu vực Bakhmut. Điều này đặt ra nhiều thách thức lớn cho Ukraine trong việc duy trì và bảo vệ các vị trí chiến lược trong môi trường xung đột. Quân đội Nga đang nỗ lực để giành lại một số vị trí quân đội Ukraine đã kiểm soát được trong cuộc phản công. Ông Podolyaka giải thích rằng việc liên tục điều động lực lượng dự bị là cách mà Ukraine đang áp dụng để ngăn chặn các đơn vị của Nga. Hiện tại, binh sĩ Nga đã tái kiểm soát một phần đáng kể các vị trí tại Klitschivka và đang tiến hành cuộc tấn công vào cụm phòng thủ lớn của Kiev ở khu vực này. Ngoài ra, quân đội Nga đang tích cực tấn công Soledar, khiến các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bị ghim chân tại khu vực này. Để đối phó với hành động quân sự của Nga, Bộ chỉ huy Ukraine đang phải tiếp tục phân tán các nhóm quân dự bị. Nhà báo Yuri Podolyaka nhận định, về tổng thể, tình hình chiến trường hiện nay đối với quân đội Ukraine rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy của họ vẫn có cơ hội đưa lực lượng dự bị vào trận chiến. Mặc dù vậy, tình trạng này không thể kéo dài mãi được, nguồn dự trữ đang dần cạn kiệt. Theo cơ quan tình báo quân sự Anh, khó có khả năng thấy quân đội Nga đạt được bước đột phá lớn trên chiến trường Ukraine trong thời gian tới. Trong buổi họp báo của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, đại diện của cơ quan tình báo quân sự Anh cho biết rằng hiện tại và trong tương lai gần, quân đội Nga không có khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn, mặc dù có một số thành công hạn chế. Tại một số khu vực, từ các đơn vị Nga, tình hình tổng thể trên mặt trận được mô tả là đình trệ. Các bên đang nỗ lực duy trì vị trí khi thời tiết trở nên khắc nghiệt, trong khi các cuộc tấn công ít khi vượt qua quy mô của một trung đội. Theo quan điểm của các quan chức quân sự Anh, họ nghi ngờ về khả năng của quân đội Nga
có thể tạo ra bước tiến lớn theo bất kỳ hướng nào. London cho rằng Moscow thiếu sức mạnh để thực hiện điều này, đồng thời lực lượng vũ trang Ukraine có nguồn lực dự trữ khá dồi dào và sẵn sàng chiến đấu. Thông báo nêu rõ, một bước đột phá lớn của quân đội Nga khó có thể xảy ra. Họ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cục bộ theo nhiều hướng, nhưng hoạt động tác chiến riêng lẻ hiếm khi vượt quá quy mô của một trung đội. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận tình hình ở mặt trận phía Nam và Đông rất phức tạp khi binh sĩ Nga đã chiếm ưu thế chủ động và tiếp tục tấn công vào hệ thống phòng thủ mà quân đội Ukraine đã thiết lập. Thông tin này được xác nhận thông qua báo cáo từ cả hai chỉ huy nhóm tác chiến Tapria và Khotitsa, tướng Tanasky và Sisky cùng chia sẻ về hoạt động tấn công đa hướng của quân đội Nga. Tuy nhiên, hiện tại Bộ Quốc phòng Nga chưa đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công nào và chỉ cho biết về việc duy trì phòng thủ tích cực. Các sĩ quan quân đội trên tuyến đầu cho biết họ đã sẵn sàng và chỉ đang chờ lệnh. Dựa trên tình hình hiện tại, có vẻ như một chiến dịch lớn sẽ khó diễn ra trong mùa đông và mùa xuân. Ngày 20 tháng 12, Moscow đã đưa ra kế hoạch tăng cường nguồn lực cho giai đoạn mới của xung đột Nga-Ukraine trong mùa đông. Theo hãng tin AP, kế hoạch của Moscow có thể bao gồm việc mở rộng lợi ích ở phía đông và tấn công vào hạ tầng quan trọng của Ukraine để gây tổn thất nặng nề. Chuyên gia Tatiana Stanovaya từ trung tâm Kanije về Nga cho biết, giới lãnh đạo Nga tin rằng cuộc đối đầu với phương Tây đã đi đến một bước ngoặt. Chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại, Nga tự tin hơn bao giờ hết và những rạn nứt trong khối đoàn kết của phương Tây đang lan rộng. Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine do bất đồng, trong khi Liên minh châu Âu EU cũng không đạt được thỏa thuận về kế hoạch hỗ trợ 54 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm cho Ukraine. Trước sự suy giảm của viện trợ từ phương Tây, Nga đang gia tăng áp lực lên lực lượng Ukraine ở tuyến đầu. Chuyên gia Michael Kopman từ Quỹ Kanize vì Hòa bình Quốc tế nhận định, quân đội Nga từ tháng 10 đã nỗ lực để chiếm ưu thế trên nhiều mặt trận. Ông cũng nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine cần thời gian để phục hồi sau chiến dịch phản công kéo dài 5 tháng. Ông Kopman nói thêm, các lực lượng Ukraine dù còn động lực chiến đấu nhưng đã kiệt sức, họ đã mất rất nhiều đơn vị tác chiến. Khu vực mà Nga đang liên tục tạo áp lực là Kupiansk ở phía đông bắc Ukraine, trung tâm đường sắt chiến lược quan trọng mà Moscow đã kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu xung đột, nhưng sau đó bị mất trong cuộc phản công của Ukraine vào tháng 9 năm 2022. Mặc dù lực lượng Nga chưa có tiến triển đáng kể trong khu vực này, Ukraine vẫn phải duy trì một lực lượng lớn và vũ khí để bảo vệ Kupiansk. Từ tháng 10, quân đội Nga cũng đã khởi động cuộc tấn công vào thành phố Avdiivka, vùng Donetsk. Người phát ngôn từ nhóm Tavria của lực lượng Ukraine, Oleksandr Stupun, tuyên bố rằng quân đội Nga đã phải gánh chịu tổn thất nặng. Mặc dù vậy, ông cho biết rằng binh sĩ Nga đã tiến được khoảng 1,5 đến 2 km vào một số khu vực của thành phố này. Theo các chuyên gia, mục tiêu của Nga là bao vây Avdiivka và cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine. Dù không có thông tin cụ thể từ Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga, nhưng một số chuyên gia về Nga cho rằng Moscow có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn để xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Nhà phân tích Mark Galletti của Viện Nghiên cứu Royal United Service Anh cảnh báo, nếu có thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine, các lực lượng Nga có thể làm tê liệt tuyến liên lạc và tiếp tế của quốc gia này. Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng quân đội Nga không có đủ nguồn lực để thực hiện một chiến dịch đòi hỏi sự tập trung lớn binh sĩ và vũ khí bổ sung. Trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã giảm việc sử dụng tên lửa hành trình tầm xa từ không gian và biển. Điều này được coi là dấu hiệu cho thấy Moscow có thể đang tích trữ các tên lửa này để tấn công mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào mùa đông, khi chúng dễ bị tác động nặng nhất do nhu cầu điện tăng cao. Giới chuyên gia nhận định, dù giá dầu thô cao hay thấp, cả hai đều gây ra sự mất cân bằng cho ngành năng lượng. Vì thế, các chuyên gia và nhà phân tích từ các ngân hàng hàng đầu Mỹ đang cố gắng tìm cách nhằm ổn định tình hình. Và có vẻ họ đã tìm ra điều mong muốn. Có khả năng các nhà cung cấp ở Mỹ và Trung Đông sẽ đón nhận được tin tốt. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào ý chí của Nga. Theo dữ liệu mới nhất từ Goldman Sachs, giá dầu Brent trung bình trong năm tới dự báo sẽ dao động từ 85 tới 90 đô la Mỹ một thùng, ít nhất là trong quý 2 của năm 2024. Lý do cho dự báo này có thể là do nhu cầu tăng ở châu Á và những vấn đề trong nguồn cung.
mặc dù không phải là mức giá mơ ước cuối cùng cho các nhà xuất khẩu OPEC cộng, nhưng vẫn tốt hơn so với mức giá hiện tại. Tuy nhiên, các nhà phân tích hàng hóa tại Citigroup lại lạc quan hơn ít. Dự báo của họ chỉ ra rằng giá dầu sẽ không tăng đáng kể, dao động khoảng 75 tới 80 đô la Mỹ một thùng. Sản lượng dầu của Mỹ tăng đáng kể trong khi nhu cầu tại châu Âu yếu do suy thoái kinh tế và khủng hoảng công nghiệp tạo áp lực tiếp tục đẩy giá dầu xuống. Một số chuyên gia đổ lỗi cho tình trạng này là do hoạt động của các nhà cung cấp dầu của Nga, những người đã vượt qua thành công nhiều lệnh trừng phạt và tràn ngập thị trường châu Á với sản phẩm được khách hàng ưa chuộng. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng vấn đề hiện tại của Riyadh là do hoạt động của các công ty năng lượng Nga đã chiếm ưu thế thị trường truyền thống của Vương quốc Trung Đông. Trong quá khứ, khi giá dầu giảm mạnh do các cuộc chiến giá cả, Riyadh có thể tăng sản lượng để bù đắp sự giảm thu nhập. Nhưng hiện tại, điều này trở nên khó khăn hơn để thực hiện. Hiện nay, chỉ có các nhà xuất khẩu dầu của Mỹ và Nga được hưởng lợi từ giá thấp. Cả hai đều bán được nhiều sản phẩm hơn mặc dù giá giảm. Theo quan điểm này, số phận của cả các nhà sản xuất đa phiến Mỹ và các đối tác trong OPEC cộng đều nằm trong tay Nga. Họ có thể cho phép giá tăng hoặc giảm tới mức thảm khốc vì chỉ có Moscow mới có lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, việc cứu thị trường toàn cầu hay làm suy giảm thị trường này của Nga sẽ phụ thuộc vào các điều kiện địa chính trị. Các chuyên gia phương Tây tin rằng điều này không dễ dàng dự đoán và họ từ chối đưa ra dự báo chính xác hơn về tương lai này. Vụ mất tích của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 khiến tất cả 239 người trên máy bay mất tích. Cho tới nay, tung tích về xác MH370 vẫn là một dấu hỏi lớn với toàn nhân loại. Nỗ lực tìm kiếm trải rộng trên khu vực hơn 120.000 km2 với sự tham gia của 26 quốc gia đã tiêu tốn khoảng 200 triệu đô la trong 4 năm, nhưng không đạt được kết quả nào rõ ràng. Các chuyên gia lớn đều tin rằng MH370 đã rơi ở phía nam của Ấn Độ Dương. Gần 10 năm sau sự việc, ngư dân Úc Kit Over, 77 tuổi, đã tiết lộ rằng tàu đánh cá của ông đã kéo được một thứ dường như là mảnh cánh bị vỡ của chiếc máy bay thương mại. Sự kiện này xảy ra cách bờ biển phía đông nam của Úc khoảng 55 km vào khoảng tháng 10 năm 2014. Ông Over chia sẻ với tờ Sydney Morning Herald rằng, trong khi đánh lưới tại một vị trí bí mật để săn loài cá quý Alfonsino, lưới của ông đã mắc phải một vật nặng và sau rất nỗ lực họ mới kéo được vật này lên mặt nước. Ông Over cho biết, đó là một mảnh cánh bị vỡ của một chiếc máy bay lớn. Với kinh nghiệm phi công, ông nhận định rằng mảnh cánh này lớn hơn so với máy bay tư nhân thông thường. Thành viên khác của thủy thủ đoàn tàu đánh cá Roger Courier cũng xác nhận tuyên bố của ông Over. Ông Courier chia sẻ, nó rất nặng và làm căng lưới, thậm chí là xé rách nó. Nó quá lớn để chúng tôi có thể đưa lên boong tàu. Ông nói, ngay cả khi nhìn thấy nó, tôi đã biết nó là gì. Rõ ràng đó là một chiếc cánh hoặc một phần lớn của cánh từ một chiếc máy bay thương mại. Nó màu trắng và rõ ràng không phải từ máy bay quân sự hay máy bay nhỏ. Sau khi vật lộn cả ngày để gỡ mảnh vỡ, ông Over sau đó ra lệnh cho thủy thủ đoàn cắt tấm lưới trị giá 20.000 đô la và thả mảnh vỡ xuống biển. Ông Over cố gắng thông báo về phát hiện của mình ngay sau khi quay về bằng cách gọi cho cơ quan an toàn hàng hải Úc ANSA. Một quan chức sau đó liên lạc với ông và nói rằng mảnh vỡ này có thể từ một container vận chuyển rơi từ tàu Nga ở khu vực ngoài khơi Robe. Tuy nhiên, ANSA nói với Sydney Morning Herald rằng họ không có hồ sơ về cuộc gọi của ông Over. Ông Over tin rằng việc công khai phát hiện của mình là điều đúng đắn nếu nó có thể giúp gia đình những người trên chuyến bay MH370 biết được số phận những người thân yêu của họ. Ngày 20 tháng 12 năm 2023, ông chia sẻ với Daily Mail rằng ông cảm thấy an lòng và không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào từ các nhà báo. Ông cho biết, tôi đã nói những gì mà mình chứng kiến, chuyện đó xảy ra từ nhiều năm trước. Tôi nói ra vì lương tâm của mình, mọi người tin hay không, tôi không thể quyết định được. Trong 9 năm qua, đã có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân vụ mất tích cũng như nghi vấn về vị trí MH370 rơi xuống đã được đưa ra. Nhưng tới nay, vẫn chưa có thông tin nào được kiểm chứng chính xác. Sau cuộc tìm kiếm kéo dài 3 năm do Malaysia, Trung Quốc và Australia phối hợp kết thúc vào tháng 1 năm 2017, vẫn không có bất kỳ kết luận nào được đưa ra về điều gì đã xảy ra với chuyến bay MH370. Năm 2018, Malaysia đã mời công ty thám hiểm đáy biển Ocean Infinity của Mỹ tìm kiếm chiếc máy bay này với lời đề nghị trả tới 70 triệu đô la Mỹ nếu tìm thấy máy bay, nhưng chiến dịch tìm kiếm thất bại.
Hồi đầu năm, gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn cách đây 9 năm kêu gọi chính phủ Malaysia cho phép một công ty thám hiểm đáy biển của Mỹ thực hiện một cuộc tìm kiếm mới. Canada mới đây đã ban hành quy định chính thức đòi hỏi tất cả các loại xe khách, SUV, crossover và xe tải nhẹ bán ra trên thị trường. Từ năm 2035 trở đi, phải thuộc loại không phát thải ZEV nhằm hỗ trợ kế hoạch chống biến đổi khí hậu của chính phủ. Theo quy định mới, các loại xe ZEV phải chiếm ít nhất 20% doanh số bán ra vào năm 2026 và tối thiểu là 60% vào năm 2030. Các quan chức ngành công nghiệp thông tin rằng trong quý 3 năm 2023, xe điện EV đã chiếm 12,1% doanh số bán xe mới. Bộ trưởng Môi trường Canada Steve Guilbeault cho biết rằng các quy định này cung cấp nền tảng cần thiết để thúc đẩy phát triển xe điện tại Canada, một lĩnh vực vẫn còn hạn chế ở quốc gia này. Trong cuộc họp báo tại Toronto, Bộ trưởng Guilbeault nhấn mạnh rằng chính sách này sẽ đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận xe ZEV cho người dân Canada từ nguồn cung toàn cầu. Dữ liệu thống kê cho thấy, giao thông hiện tại chiếm khoảng 22% lượng khí thải nhà kính của Canada. Các quy định tương tự đã được California áp dụng, yêu cầu 100% ô tô mới vào năm 2035 phải là xe plug-in hybrid PHEV, xe điện hoặc chạy bằng pin nhiên liệu hydro. Hiện có tổng cộng 17 tiểu bang ở Mỹ đã đồng thuận thực hiện các quy định này. Theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số bán xe điện toàn cầu hiện đang chiếm khoảng 13% tổng doanh số bán xe và có khả năng tăng lên từ 40% đến 45% vào cuối thập kỷ này. Các số liệu từ nền tảng dữ liệu Statistat cho thấy Tesla chiếm 36,7% doanh số bán xe điện tại Canada trong năm 2022, trong khi Hyundai đứng ở vị trí thứ hai với 11,1%. Tuy nhiên, ngành công nghiệp ô tô ở Canada đang thể hiện quan ngại về mức độ tham vọng các quy định mới, đồng thời lưu ý đến chi phí cao của xe điện so với các xe chạy bằng xăng hiện đang phổ biến. Các quan chức trong ngành cũng nhấn mạnh rằng mạng lưới sạc hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Canada, một quốc gia với diện tích lớn thứ hai trên thế giới, có dân số chỉ khoảng 40 triệu người. Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Canada Brian Kingston nhấn mạnh, việc đạt được mức doanh số ZEV cao hơn phụ thuộc vào điều kiện thị trường thuận lợi, có chính sách khuyến khích mua hàng của người tiêu dùng mạnh mẽ hơn. Đồng thời cần có cơ sở hạ tầng sạc rộng rãi và công suất lưới điện mở rộng. Chính phủ nước này đang tập trung vào việc xây dựng mạng lưới sạc công cộng ở khu vực đông dân cư và các tòa nhà chung cư, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo rằng điều này có thể không đủ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Đối với những khu vực xa xôi và phía Bắc Canada, nơi có thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng đến hiệu suất pin, những chiếc PHEV có phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện từ 80 km trở lên sẽ vẫn được quy định tiêu thụ từ năm 2035 và sau đó. Canada hiện chưa đạt được mục tiêu giảm phát thải mà nước này đã đề ra, mặc dù Thủ tướng Justin Trudeau đã tuyên bố chống biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Cơ quan giám sát ở Canada gần đây đã chỉ ra rằng kế hoạch của Thủ tướng Justin Trudeau về giảm phát thải có thể gặp khó khăn và khả năng không thể đạt được mục tiêu cắt giảm sản lượng khí nhà kính từ 40% đến 45% so với mức năm 2005 vào năm 2030. Phó Thống đốc Texas Dan Patrick của Đảng Cộng Hòa mới đây đã bày tỏ khả năng xóa tên ông Biden khỏi phiếu bầu sơ bộ tại bang Texas vì chính sách nhập cư của ông Biden. Ông lý giải, những gì xảy ra ở Colorado khiến tôi nghĩ có nên loại Tổng thống Joe Biden khỏi phiếu bầu tại Texas hay không, vì ông ấy đã để hơn 8 triệu người vượt qua biên giới từ khi nhậm chức, khiến chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều chưa từng thấy. Nhận định này đến sau khi tòa án Colorado loại tên ông Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ của bang này. Tòa án đã áp dụng mục 3, tù chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, loại bỏ ông Trump vì không đủ tư cách tranh cử do việc tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ. Tòa Colorado cho phép kháng cáo với hạn chót là ngày 4 tháng 1 năm 2024. Đội ngũ tranh cử của ông Trump mô tả phán quyết là phi dân chủ và sai lầm hoàn toàn. Ứng viên Tổng thống Cộng hòa Vivian Ramaswamy đã tự nguyện rút khỏi phiếu bầu sơ bộ của bang Colorado để thể hiện sự ủng hộ đối với ông Trump. Ông Ramaswamy đã kêu gọi các ứng viên khác của Đảng Cộng hòa là Ron DeSantis, Nikki Haley và Chris Christie làm tương tự, đồng thời cảnh báo rằng không làm điều này sẽ đồng nghĩa với việc ủng hộ hành động bất hợp pháp này có thể gây ra hậu quả cho Mỹ. Texas là một bang có ưu thế của Đảng Cộng hòa, có thể ảnh hưởng lớn trong cuộc bầu cử năm 2024, dù ông Biden có tên trên phiếu bầu sơ bộ hay không. Mỹ ghi nhận mức độ vượt biên trái phép từ Mexico cao kỷ lục từ khi ông Biden của Đảng Dân chủ lên nhậm chức năm 2021.
Thống đốc Texas Greg Abbott và nhiều thành viên Cộng hòa khác đã chỉ trích ông Biden vì đã thu hồi những chính sách hạn chế nhập cư được triển khai bởi người tiền nhiệm Donald Trump. Đạo luật mới của Texas coi vượt biên trái phép là tội cấp bang và trao quyền lực cho cảnh sát và tòa án bang xử lý những người vi phạm. Dự kiến, đạo luật này sẽ tạo ra cuộc đấu tranh pháp lý giữa Texas và chính quyền liên bang. Tuy nhiên, Phó Thống đốc Patrick tin rằng bang Texas sẽ chiến thắng nếu xảy ra kiện cáo. Sự bùng phát của một đám cháy rừng gần Cape Town của Nam Phi đã khiến hàng trăm lính cứu hỏa phải nỗ lực để kiểm soát tình hình. Đám cháy rừng này bắt đầu vào ngày 19 tháng 12 trên sườn núi gần thị trấn Simon, cách Cape Town khoảng 40 km về phía nam, làm đe dọa không chỉ các ngôi nhà xung quanh mà còn ảnh hưởng đến căn cứ hải quân thị trấn Simon. Hơn 200 lính cứu hỏa cùng với các phương tiện và trang thiết bị đang tham gia vào công tác dập lửa và đã sơ tán gần 40 ngôi nhà xung quanh khu vực cháy rừng. Truyền thông địa phương cho biết, 5 lính cứu hỏa đã bị thương, trong đó có 2 người đã được đưa đi cấp cứu. Bên cạnh đó, căn cứ hải quân Simon cũng bị ảnh hưởng khi một tòa nhà bị bỏ hoang trong khuôn viên của căn cứ này bị thiệt hại do đám cháy. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, tình hình cháy rừng đã được kiểm soát, đồng thời họ cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy này. Các vụ cháy rừng tại vùng núi xung quanh Cape Town thường xảy ra vào các tháng khô nóng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và chúng trở nên nguy hiểm hơn khi có gió ven biển thổi mạnh. Đây cũng là yếu tố khiến vụ cháy rừng tại thị trấn Simon diễn biến phức tạp. Trong chưa đầy một tháng qua, Sở Cứu hỏa thành phố đã ứng phó hơn 2.500 vụ cháy, trong đó 60% là các vụ cháy thảm thực vật. Con số này đang tăng lên qua từng năm. Nhật Bản đang thúc đẩy quá trình sản xuất và triển khai hệ thống tên lửa chống hạm đất liền Tai 12 cày, một nỗ lực nhằm nâng cao khả năng phòng thủ đảo của quốc gia này. Theo thông tin từ tài liệu mua sắm chính thức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, họ đang tập trung vào việc gia tăng tốc độ sản xuất tên lửa hành trình chống hạm Tai 12 cày SSM-3. Quá trình sản xuất hàng loạt được kế hoạch bắt đầu từ tháng 4 năm 2023 tại nhà máy Mitsubishi Heavy Industries MHI. Cụ thể, tên lửa hành trình chống hạm Tai 12 cày này sẽ có khả năng hạ gục mục tiêu ở khoảng cách từ 1.000 km đối với phiên bản tiêu chuẩn đến 2.000 km, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt mới được sản xuất bởi Kawasaki, được gọi là chỉ số KC-300. SSM-3 được phát triển dựa trên kế hoạch nghiên cứu từ tên lửa chống hạm siêu thanh phóng từ máy bay ASM-3. Loại tên lửa này sẽ khác biệt về cấu trúc so với những loại tên lửa trước đây và hiện đang có trong lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Trong quá trình phát triển, các chuyên gia của MHI tập trung vào việc giảm diện tích phản xạ radar, tích hợp hệ thống truyền dẫn dữ liệu từ các trạm phát hiện và hệ thống dẫn đường trên mặt đất, cũng như khả năng điều chỉnh quỹ đạo thông qua sóng vô tuyến vào vệ tinh. Tên lửa này sẽ được sử dụng trong lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và sẽ bổ sung cho các hệ thống Tai 80 tầm ngắn, tầm bắn tối đa 150 km và Tai 12 hiện tại với tên lửa SSM-2, tầm bắn tối đa 250 km. Đây là một phần của nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng phòng thủ đảo của họ. Việc sản xuất hàng loạt tên lửa mới theo tài liệu mua sắm chính thức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026. Mặc dù vậy, do hoạt động ngày càng tăng của các quốc gia láng giềng, việc sản xuất hàng loạt và chuyển giao các hệ thống đầu tiên sẽ diễn ra trước khi quá trình phát triển đầy đủ hoàn tất vào năm 2025. Những hệ thống này sẽ được tích hợp vào nền tảng tổ hợp tên lửa ven biển Tai 12. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện không sử dụng các hệ thống chống hạm có khả năng bắn hạ hoàn toàn mọi mục tiêu mặt nước trong vùng biển của họ. Tên lửa hành trình chống hạm Tai 12 cày SSM-3 sẽ không chỉ có khả năng hạ gục các mục tiêu trên mặt nước mà còn có khả năng phá hủy vật thể trên mặt đất thông qua việc sử dụng đầu dẫn đường kết hợp.